Trả lời cho mấy anh em cái vấn đề mà khẩu phần ăn của con tròn một ngày bao nhiêu nha, và hỗ trợ những cái gì cho con tròn. Khẩu phần ăn của con tròn thì em cho nó ăn hôm nay khẩu phần là tay ếch nè, bữa khi thì em cho cá ếch xen kẽ với nhau, một cái phụ là chuối. Thêm bơ chim lép nè, cái này mùa lạnh hỗ trợ nó. Anh em những chỗ nào mà thời tiết nó ấm thì hình chọn thêm ADE cũng tốt, cái này hỗ trợ ADE để chuẩn bị vào mùa sinh sản cũng được nữa. Về khẩu phần ăn thì mỗi con là trung bình từ 70g cho tới 120g nha. Đó là tùy theo con, con nhiều có con ít. Thì anh em cho ăn cân lượng làm sao mà nhìn con tròn nó không bị mỡ. Nhìn cái dáng nó đều rồi được à. Không đều rồi được à. Con tròn khỏe mạnh là ok. Tại vì mấy con này khi mà mình nuôi nó lên mỡ thì nó giỏ nhiều thứ đó. Cái lượng sinh sản nó cũng yếu hơn người ta, nó là giống cũng chậm hơn người ta, rồi nó có sinh sản đi thì cái đường sữa của nó cũng kém hơn người ta nữa, mà nó sinh cũng coi kia đôi khi là khó, nó đi hẹp cái khung xương chậu, cho nên là nó cũng khó sinh nữa, cho nên là nuôi thì mình chăn đói làm sao mà nó vừa dáng thôi, cho mỡ thì nó là biến. Mấy con đực nó là biến lắm. Rồi cái này là đang trồng xong rồi nè. Thì em sẽ quay cho anh em rồi mỗi con của em ăn bao nhiêu nha. Thì của mình anh em làm cho nên tự cầm điện thoại em làm, thì cho nên là cái hình ảnh nó cũng không có được đẹp. Có gì anh em chịu khó nghe lời em chia sẻ thôi, chứ còn cái hình ảnh cũng không quan trọng lắm nha anh em. Cái này là khẩu phần của mấy con sinh sản và mấy con đang chờ sinh sản. Tại dãy bên đây là của em là dãy sinh sản không à. Còn mấy con nào khó chưa thấy lên đậu vú á thì em chưa có chuyển qua đây. Thì con nào nó sinh thì em cho ăn chế độ tăng nha. Độ tăng là do mình ha, nó sinh mấy con, còn lượng là mấy con. Mấy con bầu thì cho ăn là chế độ chuẩn. Có thể giảm nhẹ lên nha. Để cho anh ăn cho cái lượng miếng con bọc này. Hai tay tới ba tay. Không được tăng nha. Nuôi con mấy con nữa. Mấy con bầu mà mình nuôi mà mình tăng phần là thua nha. Tăng phần là nó con nó trong bụng nó to, nó lớn nhanh lắm. Mà nó lớn nhanh đó thì cái cũng có nhiều cái nguy cơ rủi ro là mình phải can thiệp thú y, hoặc là mình ở nhà mình biết thì mình tự mổ để bắt con. Nó to thì con mẹ nó đẻ khó lắm. Có nhiều trường hợp là có những mấy nhiều anh em là phải can thiệp là do là không có cân lượng được cái lượng thức ăn á. Mấy con này của em này nó sinh rồi nè, em cho ăn vô tư thoải mái luôn. Mấy con này thì chờ lên vú rồi, lên bầu rồi, cũng được tháng mấy ngày rồi. Hay đậu rồi mới chuyển qua bên đây. Thằng là ba tay cố định. Thằng này thằng sinh sản rồi nè. Đẻ rồi. Mấy ô đẻ là em cũng kỹ là em đậy gì nha. Đó, cái con nào mà gì nó trên 7 ngày trở lên thì mình có thể tháo tấm này ra. Để cho nó có nắng xuyên vô, nó ấm với lại nó diệt khuẩn nó chuồng chạy lên luôn. Với mấy con tròn á thì nó cũng lại thích phơi nắng nữa. Như con này là em dở ra nè, cũng đâu được 3 tháng 10 1 tháng 11 hôm nay là mới có 12 13 gì vậy, 10 ngày 90 ngày. Em ghi là tất cả là mấy cái ngày âm nha anh em,
em là đi nhà âm chứ không có đi nhà Tây. Thì em làm cái truyền thống quen rồi, là nhà âm nhiều. Con này cũng chuẩn bị xanh nè, tới ngày nè, tới ngày bên này là tới ngày là mình tăng thêm cho nó một thai nha, để cho nó no. Trước ngày đẻ 2 ngày 3 ngày thì mình cứ tăng nhẹ một nhẹ nhẹ hơn khoảng 10% tới 20% thì ok, đừng có tăng quá là cũng không tốt. Đó thì mấy con mà Bobby với mấy con hậu bị đó thì nó sẽ ăn cái khẩu phần khác nhau nữa nha. Đây là chế độ của mấy con bầu. Cái này là mấy con hậu bị lứa Bobby, này con hậu bị, con hậu bị. Chế độ ăn nó sẽ thay đổi nha anh em. Thì có con nó sẽ hai tay như thế này, có con 3 tay, có con 4 tay, có con 5-6 tay luôn nha. Đó là tùy mình cân lượng về cái cách nhìn nhận của mình thôi. Mình thì mình nhận nhìn theo cái cặp mắt của mình á, trực quan của mình, chứ mình không có cho theo cái ước lượng là số ký, không có cho không con nào giống con nào chứ. Nó chạy của em là cho ăn hoàn toàn là đồ ăn tươi sống nha nè. Em thì không thích ăn đồ ăn chín, tươi thì thấy ăn trộn nó sẽ tươi tắn, nó mua nó hoạt bát hơn, nó sung hơn. Tại vì nó là cái nguồn gốc của nó là ở Quan Giả, thì khi mà mình bắt về mình thuần và mình cho nó sinh sản qua nhiều ép á, thì nó cái đặc tính nó vẫn là ăn sống thôi, nó với ngoài thiên nhiên nó đâu có được ăn chín đâu. Về cái lượng thì anh em cho ăn sao với nó cũng quen chứ, mình cho ăn chín nó cũng quen mà mình cho ăn sống nó cũng quen đó. Con này tương đối khá là dễ. Con này là mình cho ăn là mình tập theo nó theo mình, chứ mình không có định tập mình theo nó. Thời gian mà anh em mình cho ăn giờ nào cũng được, có người cho ăn rất sáng, có người cho ăn rất trưa, có người ăn rất chiều, có người cho ăn rất tối. Của em thì chia làm hai cử, một cử chính và một cử phụ. Cử chính là tầm khoảng 5 giờ tới 7 giờ chiều. Có bữa thì có ngày thì công việc thì em tới 8 giờ 9 giờ luôn, là chuyện bình thường. Rồi cử phụ là cho ăn chuối. Thì có lúc cái công việc của em rồi sớm thì em cho ăn khoảng 12 giờ tới 2 giờ đêm. Còn mà muộn mà em chưa xong việc thì em để qua ngày hôm sau mới cho ăn luôn. Qua ngày hôm sau thì qua tới ngày hôm sau thì tới cái thời điểm mà em thức dậy á, thức dậy là tầm khoảng 11-12 giờ trưa. Thì thời gian đó là thức dậy rồi nè, em cho nó ăn, kiểm tra sức khỏe nó cái. Kiểm tra sức khỏe xong là quay ngược trở lại là mình bắt đầu mình làm chuối để mình cho nó ăn cử phụ. Mình cho nó ăn cử phụ xong là bắt đầu mình vệ sinh. Thì vệ sinh thì mình xiên thì nhà mình cũng vệ sinh cũng được, còn mình không xiên thì hai ngày mình đi xin một lần cũng được, cái này cũng dễ. Còn có một số anh em thì nuôi cái môi trường là ở trên hồ á thì nó sẽ khỏe hơn luôn, nhưng mà mình sẽ bất tiện đó là khi mà mình phối giống thì mình sẽ không có kiểm tra được là nó có phối đạt hay không. Thì mình sẽ thêm một cái làm cái lưới hay là cái tấm bách vậy đó, mình kiểm tra lại thì chuyện gì cũng phương án tốt. Nhưng mà còn với em thì ở khu của em thì nó lại là nước thì nó lại không có vô, cho nên là bắt buộc em phải làm trà sàn như thế này. Nhưng mà nếu như anh em mà mới vào nghề á, chưa đủ nhiều kinh nghiệm á, thì em khuyên nên đừng có làm ở trên hồ. Làm ở trên hồ khi những người mà nuôi đã có cái kỹ thuật nuôi hoặc là có người hướng dẫn đi trước. Tại vì là con trồn nó biểu hiện bệnh qua đường phân không à. Còn một số anh em thì
đôi lúc là nhìn không có ra nổi đâu, nhìn mặt là nhìn, anh em nhìn đôi lúc là nhìn không ra nha. Chỉ có những người mà nuôi lâu năm á thì người ta có nhiều kinh nghiệm, thực chất cái đó là người ta trải nhiều cái sự cố thì người ta rút được cái kinh nghiệm thôi đó. Xong rồi em cũng có một con cũng to rồi, 4 kg mấy rồi, 7-8 tháng rồi. Cái nó ăn uống bình thường mà tự dưng cái là cái ngày hôm đó là nó ăn ít hơn tí xíu, buổi cửa chiều nó ít hơn tí xíu, mà cái cửa phụ chuối nó vẫn ăn. Sáng đi ra kiểm tra thì nó lại mình cho ăn ví dụ như gì đó 4 tay ếch vậy đi, nó ăn chỉ còn có 2 tay, ăn chỉ phần nửa thôi. Cái ngày hôm sau thì bắt đầu nó ăn ít hơn nữa, thì nó còn 1/3. Thì đó là nó một trong những cái biểu hiện ban đầu, nó chưa có ảnh hưởng tới vấn đề đường tiêu hóa, là nó chưa có đi ra đường phân, nhưng mà nó đang ủ, những cái trong hệ khuẩn nó đang ủ thì mình sẽ can thiệp. Đó là mình coi là mình nuôi mấy con này là mình phải tỉ mỉ, là mình coi được cái lượng thức ăn của nó rồi coi cái phân của nó như thế nào. Thì hôm rồi con đó thì em tiêm nó 1 ngày, sáng 1 cử chiều 1 cử là xong, là hỗ trợ nó là cái kháng sinh và cái bồi dưỡng cơ thể. Cái kháng sinh đó là để điều trị, còn cái bồi dưỡng cơ thể là mấy cái bồi bổ, là ví dụ như cái này nè, nãy giờ mình em có trộn lại cái bơi đó để cho nó bồi dưỡng thêm. Thì mấy con tổng đàn thì mình chỉ cho nó ăn thôi là nó đã hấp thu rồi. Đâu cần tiêm đâu, khi nào những con nào mà mình thấy nó có cái sự cố thì mình mới tiêm thôi. Chứ còn nuôi mấy con này hạn chế vấn đề mà bơm kim thì mình cũng không có tốt. Khi nào mà mấy cái đó là những cái tình huống xấu để mình đặc trị thôi. Đó thì một cái cử ăn của em thì nó đơn giản vậy đó, nhưng thì nó hoàn toàn không có cầu kỳ. Em làm sao nó quay lên cho anh em xem luôn. Thì nó em hoàn toàn không có cái khay cái khên gì để đựng những thức ăn đó, em quăng trực tiếp xuống sàn luôn. Thì có mấy anh em á cũng hỏi em bữa như vậy nó có bị nó gì không vệ sinh không, nhưng mà anh em xem này, đây nó nằm ở trên hoàn toàn ở trên cọng lưới inox. Thì cọng lưới inox thì nó đâu có dơ đâu, với lại cái trại của em á là nắng vô hoàn toàn, nắng vô đây rộng lắm, cái sáng là nắng xuyên hết mà. Thì nắng ấy thì những cái lượng vi khuẩn thì nó đâu còn sống được đâu. Nó thì cho nên là em khỏe hơn mấy nhiều anh em là nuôi mà cho ăn cháo á, là cái này nè, cái công á. Chứ mà mình anh em mà quá là nhiều việc mà giờ nuôi chăn thêm mấy con này nữa, mà thời gian mà đi gom khay gom chén này kia đồ ra đi rồi đi rửa nữa, mình đâu có thời gian đâu, cái đó mình phải thuê người thêm. Nhưng mà cái vấn đề nuôi mấy con này mà thuê người á thì lại một cái em không thích, tại vì nó con này cần cái sự tỉ mỉ và theo dõi trực tiếp. Còn những người ta làm cho mình á thì tới lúc đó người ta không có nhạy vấn đề mà nhận thức về con trộn, cứ đi vô cứ cho nó ăn thôi thì người ta sẽ không có thấy được cái biểu hiện thay đổi khác thường. Nhưng mà mấy con này á, mình cho cái người hàng ngày cho ăn, mình theo dõi bám sát thì mình sẽ hiểu được nó sẽ thay đổi như thế nào, có những con nó động dục nó sẽ thay đổi như thế nào, có những con mà nó biểu hiện lạ nó sẽ thay đổi như thế nào đó. Rồi thôi, chúc anh em chăn nuôi phát triển nha, là biết đây cũng hơi dài rồi, cho ăn nốt 2 con này nữa rồi hồi còn em cho qua dĩa bên kia em tắt tiếp em cho anh xem. Hôm nay chia sẻ cho anh em nhiều thôi, không có em chia sẻ nữa. Anh em có cái gì cần hỏi đó, thì cứ hỏi em, biết gì em chia sẻ đó nha anh em. Em thì không có giỏi nhưng mà em biết cái gì em chia sẻ anh em đó. Thì có những cái em đi học với anh em nhiều lắm. Con này nó lên giống nè, giống nhẹ nè.